chào tất cả các anh em nha. Hiện tại chúng ta đang quay về ma giới để trả lời với lại Cù Du đại nhân. Kiểm tra các hồ sơ rất là lâu, mặc dù không tìm được manh mối về hung thú, thì còn những thông tin khác, mình có tìm được gì không? Có. Đó là gì vậy? Cù Du chỉ đem 7 đứa trẻ được chọn đi, nhưng Hạo Thiên lại báo là 8 đứa trẻ bị mất tích. Vậy Chiêu Chiêu là đứa trẻ được chọn thứ 8 mà Cù Du đã đem đi thất bại. Đây là điều mà Cù Du đã nói với chúng ta. Đệ, có vẻ như Hạo Thiên đã thi triển một bí thuật lên người đệ, giống với bí thuật ông ta đã thi triển với các hung thú. Chạy mau, ý thức của đệ sẽ. Nguyệt cô nương cuối cùng cô cũng quay lại. Chiêu Chiêu, đừng qua đây. Bí thuật của Hạo Thiên, nó đang phát động. Ai dậu, cậu mau sử dụng phấn hoa. Tôi không thể, huynh ấy quá mạnh, tôi không thể đến gần huynh ấy. Bọn tôi sẽ giữ đệ ấy lại. Ngay dậu, còn hãy sử dụng phần hai khi có cơ hội. Tôi biết là tiền đế ông ta sẽ không đủ tốt để đối xử với là tiểu võ. Vậy đây là kế hoạch của ông ấy à? Tiểu võ, ta không mong đợi rằng ngươi hành động ngoài tầm kiểm soát của ta. Nếu đã đến bước này, việc tốt nhất ngươi có thể làm đó chính là xóa sổ bọn phản bội đáng ghét cho ta. Ngươi có nhìn thấy không? Đế quốc thiên giới, tiên nhân được tạo ra bởi trái cây của thánh thụ cũng đã bị truyền nhiễm. Chỉ có ta tiên nhân được làm ra bởi sức mạnh tiên khí mới là thần tiên thật sự. Với kế hoạch khôi phục vinh quang của tiên giới, chỉ cần hy sinh bọn phản bội này mà tiên giới có thể tồn tại vĩnh viễn và đứng đầu trong lục giới. Thấy chưa? Dễ gì Hạo Thiên mắc lừa. Ghê vậy, lục thủ cuồng dao à. Không tốt, phấn hoa có thể không hoạt động trong trường hợp này. Vậy tỷ tỷ, chúng ta phải làm gì? À đúng rồi, bí thuật cộng sinh. Tôi càng cách xa đệ ấy bao nhiêu thì đệ ấy sẽ càng yếu. Cậu hãy nắm bắt cơ hội và khuất phục đệ ấy. Vâng, tôi hiểu. À, vậy là trong cái trận đánh với lại thiên hoa yêu nữ ấy, để thoát khỏi cấm chế đồng quy vô tận của tiền đế, Tình Thư có sử dụng bí thuật chia sẻ sinh mệnh với lại tiểu võ. Vậy là hai người hiện tại đang cộng sinh với nhau à?
phép thuật cộng sinh thực sự thành thử. Chuyển động của anh ấy không còn dữ dội như lúc trước nữa. Sư tỷ, những gì Cu Yu nói là sự thật. Chuyện gì đã xảy ra? Sao các ngươi dám phá phong ấn để vào Yên Bộ Tuyền? Thuộc hạ không có ý định xâm nhập vào Yên Bộ Tuyền. Thuộc hạ chỉ đến đón những người này trở về theo mệnh lệnh của Cu Yu đại nhân à. Hung bạo nguyên rủa. Sao ngài lại biết bí thuật này? Nó có thể bị tiêu trừ không? Cậu đang giúp thần tiên đấy. Cậu ta có thể đem lại cho tôi sự thật. Chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên đã thi triển hùng bạo chú thuật lên tiểu võ. Ma Vương đại nhân gửi chúng tôi đến đây. Làm ơn hãy cứu đệ ấy. Đại nhân, sức khỏe của ngài? Ta ổn, chỉ hơi mệt một chút. Sư đệ ngươi đã ổn rồi, ngươi hãy kiểm tra tiểu chiêu.小秋，姐姐，你回来了，怎么会突然这么虚弱？小秋，小秋。
玉前辈，小秋这是怎么了？Cô Vô Đại Nhân, chuyện gì xảy ra với Chiểu Chiêu ạ? Chiểu Chiêu có thể chất rất khác biệt và có vẻ vô cùng nhạy cảm với ma khí nơi này. Mặc dù Thiên Ma Cung cô lập phần lớn ma khí, Chiểu Chiêu vẫn bị nhiễm một ít. Vài ngày trước, Chiểu Chiêu luôn cảm thấy không thoải mái. Thuộc hạ cứ nghĩ nguyên nhân là do mệt nên không nói với ngài. Khi chúng tôi gặp Hạo Thiên ở Triệu Đan Tuyền, ông ta có bảo chúng tôi trở về nhân giới để chờ đợi thời gian. Có vẻ như ông ta biết Chiểu Chiêu sẽ phải quay lại nhân giới. Vậy Hạo Thiên có thể đã làm điều gì đó với Chiểu Chiêu khi ông ta truyền vào cơ thể nó một lượng lớn thần tinh? Cái này khó nha. Ở ma giới thì sẽ bị chết, về nhân giới thì sẽ bị bắt. Vậy chúng ta giữ Chiểu Chiêu ở Dư Tràng Tuyền thì sao? Đúng rồi, Linh Thư Đại Nhân sẽ có cách để giấu khí tức của Chiểu Chiêu. Được, ở Dư Tràng Tuyền, Chiểu Chiêu vừa có thể phục hồi sức khỏe, vừa tránh được Hạo Thiên. Cô Du Đại Nhân, không biết ngài có thể chỉ cho tôi cách để hóa giải hung bạo chú. Nhân giới bị tàn phá bởi hung thú, nhưng Hỏa Ly và Lôi Ngư trở nên hung bạo chỉ vì bí thuật này. Tôi hy vọng tôi có thể giúp cả nhân loại và hung thú. Tiền bối, có phải ngài đã cho tôi sức mạnh để phá giải bí thuật? Thiên ma không thể ở lại nhân giới quá lâu. Tốt hơn nếu người có thể giải quyết thiên tai hung thú. Hình như sức mạnh linh khí của người trở nên dồi dào hơn. Thật ạ? Có thể là do bí thuật của Minh Thú Tông. Tôi sẽ phát triển mạnh hơn với tinh linh và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho nhau. Ủa, nếu vậy Tiểu Võ có phải là linh thú của Tình Hư không ta? Vân Sư Đại Nhân, 这个孩子因一些缘由必须留在灵树，还劳烦您照顾几日。我不在时，还请您稍微打开结界，允许我小姑姑来照顾子秋。还有，修兄弟元气大伤，希望能在毒帐内补充灵力。余了解。予以布下结界，可隐匿着孩童气息。不过未测万全，仍需全手再巡查确认。没问题，交给我们。Giờ đi kiểm tra trận pháp. Chúng ta phải xem coi nó có an toàn hay không. Vừa là bảo vệ, vừa là giấu khí tức của Chiểu Chiêu.结界完好，魏树大人布置的果然稳妥。等有机会，请他教教我们。砍剑，好厉害呀！
这里也很正常。这些小妖，他们也受毒瘴结界。傲寒冰封。再怎么说也是堂堂正正一神族吧，谢志眼皮子底下都敢下黑手，还有没有王法了？修兄弟是天帝走的，他就不怕以后天帝找他麻烦吗？我们一直以来被敖虚所牵制，现在也是时候该想想要如何反客为主了。来魏叔大人，结界没有问题。无需担忧此子安危。不过修兄弟怎么还没醒？总不能是因为月姑娘跟我们出去溜了一圈吧？月姑娘，你留在这里照顾修兄弟和小秋，我和小晴先去找小姑姑报告严波魏叔的事情。师弟两次绝处逢生，命数十分凶险。敖虚究竟是怎样的家伙，竟算计到这步？师弟，春姿圈内竟有此存在。六界封印，天道助我。春姿剑手，本尊乃春姿拳手，如需听从本尊之令苏醒。师弟，你醒了，太好了，你没事。师姐，你说过，手不可以乱牵。啊，你真是个傻瓜。师姐既然做了，就代表我也可做，对吗？
你的伤怎么样了？师姐不必担心，我已无碍。神族只要灵力充沛，即可修复损伤。魏树大人，你传给我足够的灵力。那就好。魏树大人，也劳烦您照顾子秋。阿尤他们去找桑前辈了，我们也过去吧。还请将我等送至村内。允。方法的确有，但此法颇具风险，即便我出手，也未必能全身而退。你真的要这么做吗？敖旭那么坏，即使我逃了，难保他以后不会再想办法抓住其他神子，让他们充当我的角色。大家都很好，一直在保护我，这一次要换我来保护大家，尤其是姐姐，我要保护她。既然是你的选择，那么我便助你，但一旦开始便无法回头了。我知道。我们走吧，师姐。嗯。这些日子，我发现人并不是我想象中的人，而神魔，也并非我想象中的神魔。哦。魁宇的手下因相爱而被打入天域，魁宇为了救神子而叛离神界，一些新神族为了追随他，不惜冒险堕落。而敖虚神族，敖虚。他奴役神子，利用天师门和凶手，虽不知目的，但定是有违天道。师姐，若将来我不容于神界，明术门可还愿收留我？您一朝是明术门弟子，明术门就永远是你的师门。阿尤这么如此独仗势力。不愧是天命，天要个桃花也解不到。明之毒都能设法化解。是啊，文白他压根就用不上我们的解药。只是没想到，连炎波也发生不了，甚至炎波未束都不能维持性命。还没跟你们说，但仍旧说给在魔界的时候，人界也发生了大事。凶手不知受了什么刺激，更加狂妄，而且各种因素似乎也发生了一变。凶手狂乱，妖怪异变，凶手和妖怪突然变得更暴力，这十有八九又是那个敖旭的土犯。还有方才在东方城时，我回想起了一些事情。什么事？我đã ngủ đông ở chung cực tuyền trước đây. Bởi tuyền hiện tại không bao giờ phát hiện sự tồn tại của tôi, cũng như tôi không cảm thấy được sức mạnh linh khí của các tiên nhân khác. Và Hạo Thiên là người đã phát hiện ra tôi bên cạnh Thiên Quốc. Ông ta cũng là thần tiên đã đánh thức tôi. Sau khi đánh thức tôi, như là vệ tuyền của chung cực, ta gửi tôi đến Ma Quốc để thực hiện nhiệm vụ bắt cóc Cư Du cùng với chung cực kiếm.Là thanh kiếm có thể đưa mọi người xuyên qua lục giới. Đúng, chung cực kiếm được sinh ra cùng với đệ. Nó thừa hưởng sức mạnh xuyên giới, như sức mạnh linh khí nằm trong chung cực tuyền. Không biết Hạo Thiên đang toan tính gì ở đại địa. Giang Xiao Qiu bị thành thần uy công cụ, phong 凶兽到人界嫁祸给天魔众, 还有命令师弟捉拿魁宇.
敖虚应该是在进行着某种计划，但是什么呢？要我说，孟章那家伙一定也知道一些内幕。子秋被夺走时，他都快疯了。不如去找孟章，从他嘴里面问出真相。要不要也调查一下我大哥他们？月姐姐不是说过，在营地中与我二哥密谋的神秘人就是孟章。我记得他们当时还提到了冰晶石，兄长逼迫无辜百姓成为矿业也是为了这个。但冰晶石的作用我们一直都没有真正查清。既然孟章同白家合谋，从我兄长那里或许能找到线索。他们已经对严大叔的村子做出那等恶事，若更错下去。不行，不要去。啊？为什么？反正别去。要调查线索，我们叫孟章老师交代不就好了吗？阿尤，你是不是在担心哥哥会生我的气？没关系的，就算他们生气，我也必须尽力让兄长们回头是岸。矿业的事情是白家的责任，也同我有关系，我不能再逃避了。这样即便背负着背族戚家之名也是值得。可是为什么你不懂我的良苦用心呢？月姐姐，卢龙府就由我和阿尤去好吗？月定涛不来丢宝体的天师洞，兵分两路，定唐家东九来丢扎体门猫，去天师门。bạch mẫu tình với a dậu thì trở về lữ long trấn, cả hai dự định giải quyết dứt điểm cái vụ mà thợ mỏ bị bóc lột. Sáng nỉ gì của a dậu thì ở lại để chăm sóc chiểu chiêu. A dậu 的顾虑我也能理解，那里虽是你家，但毕竟你和他们意见不合。若有紧急情况，立即传旨贺给我，我和师弟即刻去支援你们。嗯，桑前辈，我们走了。你们一路小心，子秋交由我来照顾。劳烦前辈，青妹、阿尤，你们一切小心。嗯，月姐姐、修大哥，你们也保重。各地凶兽作乱，又有妖物异变，不知道平西村的结界怎么样了。我们尽快动身吧。嗯，giờ tạm ngưng nhiệm vụ chính, mình đi tìm đồ với lại làm nhiệm vụ phụ. Bữa giờ để nhiều quá.
咱这回真的交代在这儿了。此物，
快去快去，我都饿到前胸贴后背了。
间只差一条项链的距离啊。取来吧。是离他最近的地方。Hello, gặp tiểu bánh bao.Nhảy lá tiên nào. Thảo trai Yên Linh Sông mà. Hỏi đợt này nhiều lá quá, nhảy ải chĩa luôn. Nhảy kiểu này rụng trứng móc khỏi đẻ, khỏe luôn.
祝晚安你们哎。không thấy ngày mai luôn.
Yeah, cuối cùng cũng xong. Nhảy đuối luôn. Gần 15 phút. À, không biết còn cái nào về sau nữa. Về sau chắc khó nhảy cả nửa tiếng.重定，来者止步。得再加点瘦脚粉，这样一定就更美味是离他最近的地方。在村里总能闻到一股很香的气味，和别地大不一样。孙伯，发生什么事了？哎呀，青叔，你可算回来了。哎呦，咱们都快断粮了，这可怎么办呢？你先冷静下来，把来龙去脉告诉我好吗？这两天啊，也不知道怎么回事，燕归谷的妖怪跟疯了似的，闯进结界不说，还打伤了很多人。听说附近还有凶兽，行商更不敢来了，大家都买不到粮食。天师门的人呢？他们不是应该维护结界吗？别提了，他们人手都不够，还得到处啊去修补结界，搞得村里的结界时灵时不灵，根本指望不上。那这过惯了依赖天师门的日子了，那现在该怎么办啊？还能怎么办？听说其他村镇都有仙盟派人保护，怎么我们村子没有啊？你们放心，村子有我们明术门保护。哦，太好了！前几日我们村里有一辆运粮的马车在燕归谷被妖怪袭击，口粮都丢弃在那边，我们也不敢去找，不知道能不能麻烦二位帮我们把粮食给拿回来。没问题，那就拜托你们了。
好像看见那大侠哭着跑过来了，是我眼花了吗？我有点怕。师弟，怎么了，师姐？你刚才说我们没出门。我说错了。没有，快走吧。这就回去告诉孙博他们吧。好。上吧。来吧。来。若是再孙博啊，虽说现在，不过问宜恒，孟章罔顾保护一方的职责，而一个离开了门派的弟子却担负起了责任。宜恒自称天师门弟子，可见他心中依然以天师门为荣，力图保护天师门的名声。可惜他似乎正在修复结界，我们去看看是否有能帮得上的地方。好。新鲜好吃的糖饼哎，水果还是吃起来的。师姐，掌门说你会下山捉人，是真的？都是小时候顽劣罢了。爷爷到底都教了什么呀？好机会。道友，可需要帮忙？太好了，是你们。好。往上。
将之力果真不同凡响。怎么只有道师兄弟情势惨，道有高义赎罪。哎，你等等，你救过？或许吧。不多说了。OK， giờ đi làm nhiệm vụ chính tiếp。孟章还没有回天，没啊？这个那只有怎么了？有蹊跷？难道他们并不好使？我们将前往天师洞，tìm tông chủ mạnh thân tay sai đắc lực của thiên đế. Mà cũng gần một tiếng rồi. Rồi chắc hôm nay đến đây thôi nha anh em. Cảm ơn mọi người nhiều.